Ok, lần này đối thủ Bồ Đào Nha. Elo của anh cũng là 1.900. Ấy giời. Không thèm bảo vệ tốt à. Phèn luôn. Về đây. Đuổi mã cái nhỉ. Vâng, tượng ăn tốt này à. Chết rồi. Đáng nhiên thì vậy. Đây rồi. Là người vừa huy chương rồi. Chạy tượng thì sẽ bị chiếu hết. Dí dí thì dí rồi. Ngon rồi. Định bắt của anh à. Định bắt tượng của anh à. Dí đuổi à. Hết đuổi chưa? Vâng, rất hay. Tưởng như CTC bị mất tốt khai cuộc nhưng mà anh đã bắt lại được tượng. Ngọt như mía. Rồi phát triển tượng này lên một vị trí đẹp. Lên mã đã. Cũng lên mã. Chắc chắn là mã sẽ lên đây rồi. Chơi xe tự nhiên lại cẩn thận hơn. Cho con tượng đi. Về đuổi hậu. Xuống đấy. Rồi bây giờ mình sẽ xông xe thôi. Đánh thận trọng ít phút đầu thôi. Đang hơn quân cơ mà. Ăn đi. Ôi. Phình phường thôi. Đấy. Mỗi bài đấy thôi à? Rồi, nước chiếu bắt xe. Ấy giờ. Hẳn là giữ. Đổi nút tượng đi.
Rồi, CTC đang đổi quân hợp lý để đưa về cờ tàn một cách nhanh nhất có thể. Dí tốt một nước. Xuống hàng thứ 7 cái này. Rồi, mình đã trồng được đôi xe trên cột mở này. Long mã lên đấy. Tiếp theo là lên đây. Một phút 9 giây, vâng, rất nhanh, thời gian trôi qua hơi nhanh so với quy định. Đuổi à? Vâng. Chẳng tiếp tục thiệt quân. Lần này là một bốt. Tiếp theo sẽ là quân tốt này. Vâng, chịu thua luôn. Thế cho nhanh. Rồi làm thêm ván 1 phút cho gấp hấp dẫn. Đối thủ trắng lại chơi phòng thủ rồi. Lên hậu. Đi nhanh đấy. Xem nào. Làm việc. Lên xe rồi. Hướng vâng, chiến thuật của trắng về hiệu quả khi CTC đã mất khá nhiều thời gian. Chơi luôn. Thật vô về, vâng. Trồng ngay. Trồng ngay. Ok, chỉ một ván đấu để khởi động thôi.